Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn đó là một cái sản phẩm, đó là máy chấm công Bioco T9. Đây là một sản phẩm của công ty Thế Giới Mã Vạch, thì bạn có thể theo dõi ở đây một số thông số. Cái máy chấm công Bioco T9 này kết nối với lại máy tính cũng như là một số cái thiết bị á, thì có cái cổng như là cổng LAN Ethernet. Đây là cổng mà dùng dây cáp để kết nối với máy tính thông qua USB. Đây là dây nguồn, đây là cổng nguồn để mà mình nạp điện vào. Ngoài ra có một cái cổng đó là để mà mình xuất cái dữ liệu ở trên máy chấm công ra USB. Mình cắm USB vào đây và mình xuất cái dữ liệu đây. Đây là mặt trước của máy chấm công. Sẽ có một số cái điểm như là đây là phần chấm bằng tay. Xin thử lại. Đây là màn hình số để mình có thể là mình nhập về thông tin dữ liệu, là màn hình chính LCD. Thì ở video trước mình có giới thiệu các bạn đó là về cái cách kết nối, cách sử dụng phần mềm Mita Pro V2. Thì đây có cái mục là số series của máy chấm công. Đây là cái số mà để đăng ký máy chấm công đây. Đây là 6 cái số mà hôm qua mình đã nhập ở trên phần mềm. Thì các bạn có thể là lấy cái thông số này để mà kết nối với lại phần mềm Mita Pro V2. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần là hướng dẫn sử dụng về cái máy chấm công này chi tiết hơn. Rồi để mình vào được cái menu của cái máy chấm công thì mình đã bấm giữ cái nút OK đây. Từ 4 tới 5 giây thì cái menu máy chấm công sẽ hiện ra. Đây sẽ có cái mục là thêm nhân viên, quản lý nhân viên, thông tin, hệ thống, quản lý đĩa USB, quản lý dữ liệu, ghi nhận thông tin chung của máy máy tính máy chấm công này. Lại có một là thêm nhân viên, có nghĩa là khi mình có một cái nhân viên mới vào thì mình sẽ tiến hành mình thêm nhân viên này. Mình sẽ đặt cái ID ở đây, có nghĩa là ID cái mã chấm công. Cái thứ hai là tên, mình tiến hành mình đăng ký vân tay ở đây. Cái quyền ở đây là nhân viên hay là quyền quản trị. Rồi ở đây thì có một là quản lý nhân viên. Thì hôm qua từ cái phần mềm Mita Pro V2 thì mình đã cập nhật được cái dữ liệu nhân viên của công ty mình lên đây. Ở đây là có sẵn là 3 người. Ở đây thì mình sẽ có cái mục là thao tác công cụ như là tìm, ghi, sửa, xóa, thêm, tải về, tải đi. Ở đây tìm có nghĩa là mình có thể tìm ví dụ như công ty mình số lượng nhân viên nhiều từ 50 đến 100 người thì mình sẽ bấm mục tìm để tìm chính xác tới cái nhân viên đó. Ghi ở đây cái là mình ghi nhận thêm. Thì đây không có cái nhật ký nào. Thì mình sẽ tiến hành là đăng ký vân tay cho cái dữ liệu mà hôm qua mình đã up lên. Thì mình sẽ vào cái mục là sửa. Sửa thì mình sẽ bấm là OK. Mình sẽ vào mục là đăng ký vân tay. Đăng ký vân tay thì ở đây nó sẽ có qua 3 lần mình nhấn vân tay. Mình sẽ làm cho các bạn thêm. Mình sẽ bấm vân tay vào cái ô sáng ở đây. Và lần cuối, lần thứ ba thì cái quá trình đăng ký đã diễn ra thành công. Thì cái số vân tay của mình đây là đã có là một. Mình muốn đăng ký thêm nữa thì vẫn được. Ở đây mình đăng ký thêm vào cái ngón cái này. Vậy là mình đã có hai cái dấu vân tay đối với trên cái máy chấm công này rồi. Ở đây cái quyền ở đây rất là quan trọng, tại vì khi các bạn up dữ liệu nhân viên lên đây thì mình sẽ chỉ định ra một số người để có thể là vào cái menu của máy chấm công này. Tại vì khi mà các bạn có vào được cái hệ thống của máy chấm công rồi thì bạn có thể là có quyền sửa xóa cái dữ liệu chấm công cũng như là xóa một nhân viên nào bất kỳ. Thì cái setup quyền này rất là quan trọng, thì các bạn cần phải lưu ý. Thì đây mình sẽ thay đổi cái quyền ở đây là mình thành người quản trị luôn. Thì người quản trị, chỉ có người quản trị mới vào được cái hệ thống của máy chấm công này cũng như là có quyền là xóa, thay đổi cái dữ liệu trong này. Rồi mình sẽ OK, mình sẽ là người quản trị ở đây. Cũng tương tự như vậy thì các bạn có thể là thêm dấu vân tay cho nhân viên của mình bằng cách là đăng ký vân tay, thêm các mục, mình sẽ thêm món khác nhé. Rồi mình đã đăng ký vân tay thành công. Rồi mình sẽ thoát ra, OK.
Rồi thì đó là cái mục mà quản lý nhân viên, là mình có thể là thêm nhân viên cũng như là thêm cái dấu vân tay, thêm cái quyền quản trị. Thì một máy chấm công thì có thể là có rất là nhiều quyền quản trị khác nhau. Thì mình sẽ lựa chọn những người mà quan trọng để có thể là đăng nhập vào cái máy chấm công này. Mục tiếp theo đó là thông tin. Thông tin ở đây là gì? Đó là cái địa chỉ IP, cái lớp mạng của máy chấm công. Thì cái mặc định cái địa chỉ IP ở trên máy chấm công sẽ là 192.168.1. Và cái đuôi sau thì có thể là thay đổi bất kỳ. Thì để mà kết nối được máy tính đến với máy chấm công thông qua cái cổng là LAN á, thì các bạn phải xác định được là cái địa chỉ IP của công ty mình là như thế nào, để mình có thể thay đổi cái thông số phù hợp để có thể là kết nối tới máy chấm công. Thì cái lớp mạng công ty mình thì nó là 192.168.1. Thì cái địa chỉ IP mình chỉ cần thay đổi cái đuôi đằng sau thôi để có thể là phù hợp để kết nối được tới cái máy tính này. Ở đây mình có quyền thay đổi. Mình sẽ thay đổi các bạn xem. Mình thay đổi thành 202. Sau khi quá trình thay đổi xong thì cái địa chỉ lớp mạng hay là cổng thì các bạn vẫn để nguyên nhé. Mình nói ok. Và mục tiếp theo đó là một hệ thống. Hệ thống ở đây thì có thể là mình chỉnh sửa ngày giờ cũng như là một số cái ca của công ty mình. Đây có một các bạn có thể theo dõi chi tiết. Cũng như là ngày giờ của cái máy chấm công này mình có thể thay đổi để phù hợp. Cái giờ đúng chuẩn, nó không bị sai lệch nhiều. Cái là chuyển ca, cái giờ vào giờ ra rồi giờ ra giữa ca. Một số thông tin về chuông báo, là mã công việc, vân vân. Tiếp tục đó là cái quản lý đĩa USB. Có nghĩa là ở đây khi các bạn không thể kết nối tới máy chấm công thông qua cổng LAN, do cái vị trí nó khá là xa, mình không thể nào mình đi đường dây tới. Thì để tiết kiệm cái chi phí đó thì mình có thể là vẫn cho chấm công bình thường, nhưng mà cuối tháng mình sẽ tiến hành là mình lấy dữ liệu thông qua cổng USB. Thì vào cái ngày cuối tháng thì các bạn có thể là lấy cái USB của mình ra, mình cắm vào đây. Cắm vào cái cổng USB bên hông máy này. Mình cắm vào. Rồi đây mình sẽ tải cái dữ liệu chấm công về. Thì ví dụ như công ty mình có 2-3 máy chấm công thì mình nên đặt mỗi máy là một cái số khác nhau để không bị lộn khi mình tải dữ liệu chấm công về. Rồi mình sẽ tiến hành mình tải cái dữ liệu chấm công của mình về nhé. Rồi cái quá trình tải của mình đã thành công. Thì cái quá trình tải thì cũng khá là nhanh. Thì nó tải về sẽ được một cái file hệ thống. Thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm là MetaPro V2 mình đã giới thiệu các bạn á. Các bạn xử lý cái dữ liệu đó. Rồi mục tiếp theo là quản lý dữ liệu. Quản lý dữ liệu ở đây á là có cái mục như là xóa dữ liệu chấm công, có nghĩa là xóa cái ngày giờ mình chấm công, mình chấm cái vân tay đó, mình xóa của tất cả các nhân viên. Rồi xóa tất cả dữ liệu ở đây có nghĩa là mình xóa tất cả dữ liệu không trừ bất kỳ một cái gì hết, có nghĩa là từ nhân viên tới dữ liệu chấm công luôn. Xóa bỏ quyền. Xóa bỏ quyền ở đây có nghĩa là mình xóa tất cả các quyền quản trị đối với máy chấm công này. Thì cái quyền quản trị rất là quan trọng, mình xin nhắc lại một lần nữa. Tại vì khi mình đã set up người quản trị thì những người khác sẽ không vào được. Giờ mình thử vào cái menu nhé. Đây thì đã bắt đầu là nó sẽ bắt là mình nhập cái mật khẩu để đi vào được cái menu này. Tại vì nếu mà mình đã vào được cái menu thì mình có thể là xóa dữ liệu chấm công cũng như là xóa bất kỳ nhân viên nào. Thì mình sẽ nhập vào. Xin thử lại. Rồi, thì đó mình mới đăng nhập vào được cái menu này. Cái mục tiếp theo đó là một ghi nhận. Ghi nhận ở đây là mình sẽ kiểm tra về cái một con nhân viên bất kỳ. Thì mình sẽ nhập cái ID chấm công này và vào. Rồi mình sẽ bấm tiến hành là OK. Thì nó sẽ tìm kiếm cho mình. Một cuối cùng đó là thông tin. Thì thông tin ở đây là nó sẽ hiển thị cái số nhân viên cũng như số người quản trị ở trên cái máy chấm công này. Đó. Thì hiện tại cái số lượng mà khả dụng cũng khá là nhiều. Có thể mình nhập tối đa là 1.000 nhân viên, nhưng mà hiện tại mình đang sử dụng chỉ là có 3 thôi. Còn số lần ghi nhận là số lần ghi nhận về cái vân tay á vậy. Đây là một tới 100.000 lần. Thì mà để mà cái máy chấm công khi mà xài 2-3 tháng á, thì mình nên là vào mình xóa cái dữ liệu chấm công một lần.
để mà mình đảm bảo cái bộ nhớ cho nó. Thì đó là những cái hướng dẫn cơ bản về cái máy chấm công này, thì mình sẽ chấm công thử cho các bạn xem nhé. Xin cảm ơn. Đó, nó sẽ ghi nhận cái lần chấm công của mình, nó sẽ hiển thị cái thông tin là tên nhân viên. Thì đó là những cái hướng dẫn cơ bản về cái máy chấm công này. Thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn về cái cách xử lý chuyên sâu hơn về cái ca vào, cái giờ ra của công ty mình. Thì các bạn hãy chú ý lắng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.